Em kính chào các bác. Một đôi loa trước mắt các bác là đôi loa của Nhật, có dáng loa cây, màu vân gỗ tự nhiên rất là đẹp ạ. Đôi đẻ cao xít gần 1 mét các bác nhé. Cấu hình thì như sau, các bác nhìn ở trên thân thùng đấy, thì bát đấy nằm ở trên cùng, một bát 20, bát cao và bát trầm. Một chiếc tép là tép đôm nằm ở giữa. Cấu hình của đôi 99T các bác nhé, make in Japan. Gân này thì hoàn toàn là gân vải lụa, các bác chơi rất là ok luôn, không bao giờ cần phải thay đâu các bác ạ, trừ các bác chọc tay vào mà nó rách thì các bác mới thay thôi, chứ còn gân vải lụa thì các bác chơi bền bỉ lắm ạ. Đấy, cấu hình về rất là đẹp các bác nhá. Dòng 99T, tem đồng ở dưới hai bên vẫn còn nguyên, thành vách bốn xung quanh dáng Bombay rất là đẹp ạ. Đấy, maximum của chiếc của đôi 99T thì là 180W, trở kháng 6 ohm, độ nhạy trên 90 decibel. Một đôi loa phải nói là rất đẹp, nghe hay, hai trong một. Mà các bác thì ghép âm ly thì quá là đơn giản luôn. Một đôi loa 99T em báo giá cho các bác thời điểm bây giờ, mà một đôi loa đẹp, nhà em bán giá cực tốt cho các bác. Các bác nào cũng có thể chiêm ngưỡng và mua được em 99T về nhà. Dòng 2 trong 1 chưa các bác chơi những cái dòng 99T thì rất là dễ ghép âm ly như em vừa giới thiệu xong. Giá em sẽ để là em sẽ để giá cho các bác đôi này đẹp tuyệt vời như này là 11.800.000 các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cầu DIY, mỗi một thân thùng sẽ có hai lỗ thở liên quan đến âm trầm. Đây là thoát tiếng, thoát hơi. Đây là một thân một thùng loa có những hai lỗ thở. Các bác thẩm âm nghe nhạc một đoạn, các bác có nhu cầu sở hữu về sản phẩm thì các bác ới em theo số điện thoại này nhé. Số 0983699.